Bây giờ tôi sẽ bắt cái con nha. Tay xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo của Tay. Khi sáng thì Tay được dưỡng cho ít cua nha. Đây là cua đá mà dưỡng Tay bắt ở trong suối về. Hôm nay Tay tính là sẽ làm một cái bàn bằng tre nhỏ nhỏ, một cái bàn đơn giản thôi, giống như một cái vỉ nướng để Tay có thể là nướng lên đó nha. Tay vừa mới ở trên đồng xuống ở chỗ bụi tre này, bây giờ Tay sẽ chặt cái trong tre nha. Tay vừa mới đi chặt thêm mấy cây tre nhỏ nhỏ này nha. Bây giờ tay sẽ chải ống tre này ra và tay sẽ dùng mấy cây tre nhỏ này để làm cặp nha. Tay vừa mới hoàn thành xong cái bàn bằng tre nha. Thì cái bàn này cũng đơn giản thôi. Tay làm để tay lấy cái mặt bàn ở trên này, tay bỏ than này nướng nha. Với lại tay di chuyển được, với lại nó nhỏ nữa. Bây giờ tay sẽ bỏ lửa than lên phía trên này nha. Tay vừa đốt lửa xong nha, bây giờ tay sẽ bỏ cua lên trên này. Đây là cua đá mà dưỡng tay câu ở trong suối đây. Cua này là 100% chất lượng luôn nha. Cua đá ở trong chỗ tay thì con cua nó màu đà đà đen đen nha. Khi sáng dưỡng tay cho khoảng mấy chục con á, nhưng mà tay chỉ lấy 5-6 con rồi đi làm video thôi, chứ một mình tay ăn không có hết nha. Cái bàn này khi nãy tay làm cũng đơn giản thôi nha. Thứ nhất là tay để này quay cho nó đẹp, là thứ hai là tí tay ngồi tay ăn cho nó dễ.
có một con này chín rồi nha. Bây giờ tôi sẽ bỏ ra bên ngoài này. Con này chưa chín nè, con này với con này là chưa chín nha. Mấy con này đã cháy rồi nha, còn một con này chưa chín, để tay nướng luôn con này. Một con này cũng cháy rồi, để tay để ra bên ngoài này. Nãy giờ tôi chờ khoảng 5 phút thì cua cũng đã chín hết rồi nha. Bây giờ tôi sẽ ăn thử như thế nào. Hai con nó bị cháy rồi thì bây giờ tôi sẽ ăn thử nha. Tôi xin mời nha. Cảm nhận đầu tiên là cái cua rất là ngọt luôn. Thứ hai là rất là béo. Đây là lần đầu tiên mà thầy ăn cua ở trong suối đây. Cua là cua sâm tính cấp 100% nha. Tay đang ngồi ở gần ở chỗ cái khu rừng, gần chỗ cánh đồng nhà tay á, thì tiếng ma ba rất là ồn, thì mong mọi người thông cảm nha. Tay xin mời nha. Cái mùi rất là thơm luôn. Con tại nó nóng quá, để tí tay ăn nha. Tay ăn cái con người nguội trước à. Cua sâm nó cực kỳ ngọt luôn mọi người. Cái cục bên trong này ăn rất là béo luôn mọi người. Đây quay gần cho mọi người xem nha. Đây, ta xin mời nha. Ăn cái cua thì mọi người không cần ăn muối nha. Ăn mình hắn là đủ ngọt rồi. Cua này thì dưỡng tay đi câu ở trong suối nha. Bữa thì tay không đi được, dưỡng tay về cho một ít để tay làm video. Hôm sau tay sẽ đi vào trong suối và bắt cua cho mọi người xem luôn nha. Và sau đó tay sẽ chế biến cái món hủ tiếu hay là cái món mì gì đó bèn cua này cho nó ngon nha. Càng thì ăn rất là ngọt nè.
Tay đang ở trên cánh đồng nha, thì tí nữa tay sẽ đi về. Thì sáng người ta giữ trâu giữ bò bên kia. Bây giờ cũng là gần 12 giờ rồi mà tay chưa về nhà. Theo cái sáng tay giữ trâu giữ bò bên kia khoảng 90 giờ tay mới qua bên này, chỗ này mát mát tay mới làm video được. Cái bên đồng bên kia nó nắng dễ sợ lắm. Tay xin mời nha. Đây là lần đầu tiên rất là lâu rồi, rất là lâu rồi tới mới ăn lại cái cua xong đây. Thì cua này rất là ngon nha, 100% là tự nhiên luôn. Thì có lẽ video của tay sẽ kết thúc ở đây nha. Thì nếu mọi người thích video này đừng quên là cho tay một like, một lượt chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ tay có cái động lực để làm ra nhiều video nữa cho mọi người xem nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.